Bảy rồi hả? Không phải. Vì cái bảy thôi. Cái này không biết bóng luôn, cái bóng về nó đủ. Không biết gì. Không, chỉ có bỏ ra. Đục rõ anh ơi. Không, chỉ có bỏ ra. Đầu cô
cô lọc được lâu chưa? Cô đéo mà là cô lọc, cô chỉ có những thứ nào ngon là cô xẻo. Thế à? Chỗ cháu là ba chỉ là đắt hơn thịt lạc. Chỗ mày hả? Chỗ cao thế. Rồi cô bán thế hả? Ừ. Ngày xưa đói kém thì thích ăn thịt lạc. Bây giờ không còn ăn thịt lạc nữa rồi. Bây giờ đời sống nó nâng cao rồi, người ta thích ăn thịt mỡ.